cái tài lưỡi bảy của mình đó. Bữa nay phục thù giùm ba đó. Wow, đã quá. Ôi trời, cá nó ngon cả nhà ơi. Hết biết cá giả. Giờ mình quyết định nướng ha. Nướng cho ba thích cá nướng cho ba cá nướng luôn. Rồi, ok. Bây giờ đốt lửa nha. Rồi, dạ. Gian bằng cá thì ba đi đốt than đây. Ba đốt than đi. Dạ. Rồi. Ok, con cũng phụ bằng cá luôn. Rồi. Chiều nay mình sẽ nướng cá ở ngoài đây cho nó mát. Ba đã chuẩn bị một cái bếp than rồi. Lấy gì nữa ba? Lấy thêm củi hả? Cá này mình đốt cái này thôi, khỏi cần than nước hả? Đây, mình nướng nhiêu đây nha. Hoành tráng luôn. Cái này mình không có bỏ dãy nha cả nhà. Mình mổ bụng à. Mình chặt kỳ mình mổ bụng. Không chặt kỳ cũng được nữa mà. Tại nãy gian lỡ chặt kỳ rồi chặt luôn. Chút đi đắp bờ đang vô. Bơm nước đang đắp mấy cái cửa. Đắp mấy củi vô. Ba cái này hồi mình chấm gì ba? Củi ớt, nước mắm, nước tương gì cũng được. Cá nướng là nó ngon thơm ngọt. Này vậy bữa nay mình chấm nước mắm chua ngọt đi. Tại cái mình đi xuống với cái mé hầm của mình á, mình hái mớ rau muống lên mình bóp. Mình chấm ha. Có vụ bóp vụ muống nè hả? Ăn cơm. Trời, cái đó có lý vậy. Ừ, cái muống với hầm mình bữa nay quá trời mà. Đưa ba cái phần xuống nó tốt quá tốt. Cái này đợi chút nữa mới dịu lửa quá. Tí xíu nữa mới nướng mới được, nó hạ lửa ngon. Vậy con về coi, về bển hái rau muống á. Rồi, hay muống bóp gỏi đi. Tắm dội luôn hả, nhanh hả? Chưa kịp trả đâu. Rồi, hái ướt mình không? Có cái cây móc kìa. Tới cái cây này. Cái cây dặm lúa á. Ồ, bữa nay cái mé hầm của mình nó rau muống nó ngon. Chứ cứ nghĩ sao cứ mang dép xuống được. Rồi, em lấy đôi dép này em đi trên mặt nước luôn cho chị coi nè. Xỉu à. Mình đứng mình hái tới rồi đó. Ủa? Ờ, cái chỗ này hình như nó cạn mà. Rau muống làm gì chị ha? Rau muống hồi mình bóp gỏi cái mình chấm với nước mắm. Rồi chấm cá nướng á. Ấy rau muống lên rồi hồi làm một tô nước mắm chua ngọt luôn nha. Ok. Tại vì Cưng là chuyên về nước chấm mà. Đó, nhỏ đâu với em. Chị muốn đâm bầm dầm gì cứ kêu em. Tùy Cưng, muốn đâm hay muốn bầm thì. Da gì nè? Này rửa sạch rồi phải không? Em rửa sạch rồi đó. Lật xong rửa sạch luôn. Đập đập vậy ha. Ăn vô nước cho nó gì nè, cho nó gì, cho nó sao cho nó ra mũ, cho nó ra mũ. Gian đập dập dập rồi cái dục vô nước vậy nè cả nhà, cho nó ra ra mình bóp bóp vậy nè cho nó ra mũ. Cái hồi mình vớt ra để ráo rồi mình trộn giấm với đường vô là mình có ngon. Được cái gỏi rau muống rồi đó. Ngon tuyệt vời. Cá nhân lưới, rau có sẵn. Bữa nay mình lại ăn cơm tối nữa rồi. Hơi trễ. Do dạo này nắng quá cho nên lúc nào đi làm cũng đi trễ hết trơn. Cái này nắng bước ra đường muốn xỉu luôn. Muốn này làm gỏi ăn nhức nách luôn ha. Ừ. Non non ha, non quá non.
đập thôi mà muốn. Để chị vô chị làm cho cưng cái chén nước chá, nước súp, nước chén súp. Nước cái giấm đường để trộn. Ok. Quá trời hang rồi. Rồi chút vô rồi tắm rửa luôn rồi cả nhà. Cho cả nhà nha. Đi đắp bờ. Tiếp tục nướng. Trời ơi, ba đốt cái lò hang khủng bố thiệt. Giang ở trong kia làm gỏi với lại làm nước chấm. Giơ tay luôn nha. Giơ tay luôn đi. Còn giờ chưa nóng mà. Cái dách bên đây ít than quá rồi. Vậy đó chẳng chẳng hồng chứ. Ở đây nè mới có than nhiều nè. Màu này hạ xuống gió quá gió. Không, từ từ đi. Kẹp cửa khấu lại. Cho nó quẩn gió lại. Công rồi kìa. Xuyên chở bạn ha. Chút xíu trả bằng tay luôn. Vậy? Nói cái gì đi, nó hàng giúp mình. Bữa nó chơi làm thiệt. Ba có cảm nghĩ gì khi ba thấy mấy con cá này ba? Quá thích. Quá thích. Quá thèm. Anh không biết con nào lấy nó uống. Ta văn lứ phải vậy đó chứ ai mà văn dính hai cá lông kiến trời. Nãy được mới rồi muốn ngon hết sức luôn ba. Dính con cá rảnh. Hai con cá. Cái này là mình chỉ mới lấy một phần của mình thôi nha. Dạ. Còn chừa lại nữa đó. Dạ. Lựa mấy con cá bự nướng nè, còn mấy con cá kia là mình để mình mai mình ăn cơm. Mai ăn nữa. Mai làm đồ ăn ha. Còn cá rô phi rồi cá lâu kiến nữa mà Út. Quên ha. Lâu lắm rồi mới có được một dĩ cá nướng mà cá rảnh. Quá im. Cái ép này là cái loài cá này là nó còn lớn nữa đó Út, đúng không? Đúng rồi, còn 2-3 kg. Cá này hồi nãy tại vì chở về đem về nhà là nó chết, nó ngáp ngáp rồi. Chứ phải nó còn sống là thả xuống ao rồi. Nói chung là đường đi mở vô đó. Cái ép mọi này mà thả xuống ao không? Nó lớn có thể là con bằng cái gối ôm. Gối ôm của em bé. Gối ôm của con tôm hồi lúc mới đẻ. Trở về hả? Em chưa. Nắm hăm được rồi. Mình xuyên chở để nó khéo cũng. Cá trắng này làm sao mà cái da ăn được luôn á? Ý, được chứ. Rồi. Tôi mở ra nó thơm cho mà thấy. Bị cự rồi nha. Cá này ăn bỏ da bị cự rồi. Cái ép nãy con đánh dãy rồi. Đúng rồi, cái ép phải đánh dãy chứ. Ý, trời ơi. Ba bấm sao lủng không? Con cá nó mập nó mềm. Nó. Trời ơi, cái dĩ nó đâm vô cái ngón giỏ. Rồi. Anh Trường gặp cá này anh Trường sợ. Cái dẫm này coi gì nghe cũng xương lắm à. Xương chữ Y không à. Xương chữ Y dài. Cái này là toàn bộ là ba, cái này là củ chạm không hả ba? Ba có chủ dạy củ chạm cái bên nè. Thẳng đây thì đưa vô đốt luôn. Cái này là than này dư dưới chích. Than đỏ hết. Đỏ hoàng dưới màu. Than ngoài chút nấu được than nắp. Thấy ngoài đi. Này chắc hồi mình phải vô nhà ăn rồi bơi. Tối qua tối hù rồi. Ở đây ăn hết đi được. Ngồi đây tính ra ngoài đây ăn cho nó mát mà trễ rồi tối luôn rồi. Con nghe thơm mày bơi. Chút nữa mình chở dừa đó. Nhũ mở xuống ngoài đó thơm rồi đó. Ôi! Đâu hả? Chanh chỉ có chuẩn bị sẵn trọng mà. Rẻ chanh mới cho thơm.
À, vậy đi cũng được. Chịu mở xuống có bật ngọn, bật ngọn lửa lên 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 liền. Cái ác này nhớ đúng rồi. Mình hơi dính. Nhỏ thôi ha. Dính cái dao rồi. Nói về chừng kilo mình nướng một cái ha. Được sao? Cá 1 ký rồi nướng rồi sao? Nướng rồi cái mình đóng bè chuối vậy nè. Đem xong. Giờ, đem xong hả? Không có. Đừng không đem xong. Đem lại cái chỗ giăng lưới á. Ừ, đem chỗ. Đem lưới lại chỗ giăng lưới để. Qua lại người ta bơi xuống thôi. Cho chị cắt lục bình chị thấy chị ăn. Ta lai dữ lắm. Hỏi sao dính nướng con con hay nướng con hai con nữa. Nhưng mà có một số người người ta lại thích nướng cá này cho cái da nó trái đen luôn. Chi vậy? Xong đen. Rồi lột da. Trời, bỏ da uống không? Tối rồi cả nhà phải tăng cường thêm cái đèn. Nướng xong mình đi vô nhà mình ăn. Lắm cái sắt nè. Hạ xuống hả ba? Hạ dạ. Cho nó thấp xuống chứ. Mười sáu gì á, cái gì vậy? Gạch này đâu có nóng đâu trời. Thơm quá, thơm rồi. Đó, chính xác không? Hạ xuống đi. Vì sao mà không bấm đứa tay vô đó trời? Thử là nóng không? Mình hơi thử gì nè. Thơm chưa Giang? Nghe thơm cái da liền. Ủa, Giang xong gỏi vậy hả Giang? Xong gỏi quay, xong hết rồi. Lúc chấm đồ nè nè nè, đèn này Giang. Thử coi cưng gỏi thử coi được không? Để bà ra. Nó hù quá. Sôi kìa. Đâu sôi đâu, sôi đâu. Sôi bựng bựng bựng. Ồ, cái da cá sôi. Nè, nó sôi kìa, thấy không mở. Không thấy Giang ở cho lại Giang ơi. Sôi xèo xèo xèo. Chở con nào gì dọn ngay con đó. Nào giờ mới thấy cảnh gọi đèn mà nướng cá luôn trời. Thôi đưa đèn cho chị. Chán. Chị tự xử. Đây nhìn nè, sáng nè. Mốt chắc mình phải mua cái đèn để quay ban đêm với nha. Okay. Con ngoài bìa chưa được. Ba cái con cá này bị sức cái bụng ghê kìa. Con cá hàng bên kia, hàng con thứ hai á. Thơm vậy nè, một bánh cái này ra một cái thang thịt. Gì ba? Thang dữ dằn lắm mà. Chưa. Nãy giờ hơi nóng hả? Nóng thiệt. Thật thật hơi lên thang ra mà. Cái này con cá dễ bị. Công nhận. Vừa nghiêng cá bự đó thôi. Ê, dạ, tiếp hỗ trợ cái da với ra. Hay quá. Khói rồi. Mỡ có cháy cái, mà. Cái mỡ đó chảy. Mỡ thơm, mỡ thơm. Con này dằn nghính nè. Cá bự giữa. Bự để ngay giữa. Làm như than đó. Cái ngọn lửa nó gom ngay giữa. Đây cá trắng nữa đi. Tăng cường thêm đèn cho ánh sáng cho nó đẹp, nhìn cho cả nhà nhìn rõ cá cả nhà. Ủa cái này mà phải hả? Về sớm một chút là được rồi, tại vì đi sớm thì nắng quá trời nắng. Nhưng cá bự nó vàng ha. Này dính miếng da nữa nè. Chắc không? Sao út gấp không dính, ba không đụng con nào không dính vậy? Bởi vậy. Gấp ta nâng niu được chứ. Ủa, cái đuôi vàng chút nữa đâu. Cá trắng này nó cũng dễ lắm. Không, con nghĩ là nó chín rồi nhưng mà mình muốn cho nó vàng á, nướng á, thì nó phải vàng đẹp để nó thơm. Nó có đặc trưng của vị cá nướng. À, nó thơm. Thơm lắm hả Úc? Dữ lắm, thơm luôn. Quặn quặn nè, thối, có mỡ, nhiễu thơm. Lần đầu tiên luôn cả nhà, gia đình Bông Lúa Đồng Tháp nướng cá trong đêm. Họ có thể bị mưa không? Không. Hình như chuyển nè.
này mà có mưa cái lấy cái miếng bạc ra đây tôi ngồi tôi che mưa tôi ăn luôn, tôi không nhà luôn. Ăn cá nướng trong mưa luôn. Út Hàm Vĩnh nha, mình ngồi mình ăn. Đúng không? Tao khiên chứ. Người ăn con tao khiên đậu Vĩnh. Xíu nữa được rồi. Có 9 con nào chưa? 9 rồi nè, 9 con kìa. Con mấy con đó là thang đó. Rồi, gấp 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 gì để lên luôn ơi. Bảy. Cá nó mà nó béo quá cho nên nó mềm. Mềm mềm mập à. Không được đó ơi. Dì luôn, dì luôn, dì luôn. Wow. Một em đầu tiên. Con. Ba con. Thử coi. Bữa nay là cá nướng trong đêm. Ôi khúc này sáng dữ hả? Thơm quá thơm. Chú mới làm gì vậy? Thử cái da. Cái da. Nó bụng. Gạo gạo luôn kìa. Sao Út? Được không? Hết biết ngọt. Ngọt. Béo không Út? Béo thì khỏi nói rồi. Cá này không béo, cá nào béo. Lên luôn. Của mình. Rồi. Nó cũng ngon tàn á. Rồi bưng vào, bưng vào. Bưng. Rồi, vô vô. Bưng vô. Rau muống đèn vàng nó làm sẵn rồi nè. Ừ. Con có làm chén nước chấm luôn, nước gì? Nước giấm. Giấm. Bây giờ đổ vô à, là chọn à. Chú quẹt đường lên chút xíu rồi cho nó tan đường với muối. Nãy giờ, nãy con làm không? Vậy mà chưa tan hết. Giang có làm nước mắm chưa ta? Có luôn rồi. Đây, tô nước mắm của Giang. Em vô bơi, em quế vô. Này trộn vô miếng quế nữa cho thơm. Đây, quế tươi đây. Quế tươi. Tươi xanh. Trải nghiệm nướng cá trong đêm. Lắm cái bữa ăn bữa nay nó ngon, ngon là tại vì đâu rồi. Ba. Dạ. Ba lên ngồi sẵn rồi kìa. Giang này đứng canh. Nhìn ba nhìn. Lên ngồi sẵn bắn rồi kìa. Thôi lên ngồi chung với ba. Bận tổ nước chấm hay Giang? Bận tổ nước chấm nha. Thấy gì chưa chị Hà? Thấy rồi, nãy chị coi rồi, ngon. Mới coi thấy ngon rồi, ăn vô không biết làm sao. Rồi. Trời, cái mâm cá nướng của mình cả nhà ơi. Ngon. Ba chút nướng cá quá trời khéo rồi. Vừa luôn á. Vô đây sáng lại nhìn nó vàng hay. Vô đây mình ha? Có ánh sáng rồi mình vô nhà mình ăn. Vì xanh nó hơi tối. Nước mắm chua ngọt. Rau muống. Gỏi rau muống. Rồi. Hằng mời cả nhà cùng ăn cá nướng với gia đình Hằng nha. Lâu dữ lắm rồi mới có được một cái mâm cá nướng ngon như vậy. Cá dảnh với cá ép. Hằng chuẩn bị một cái dĩa để ba gấp cá ra. Mình sẽ ngâm cá trong nước mắm. Vậy nó mới ngon. Muốn gãy làm hai không à? Được rồi đó, chan nước mắm rồi được rồi đó. Được chưa? Ừ. Nhiều nữa sao mình chấm rau. Rồi, cái này mình giờ bớt ra đi. Mình ăn chừng nào hết cái mình bổ sung thêm nha cả nhà. Rồi. Đây, mình dưới nước mắm vô. Cho nó ra mỡ cá rồi kia cái mình chấm rau vô. Ba thử nước mắm Giang làm chưa ngon không? Nghiêm xong rồi. Chua được. Ngọt ngọt cay cay. Cái này làm lạc lạc đúng không? Mặn mặn. Kể ra muốn thèm luôn, chạy muốn chảy nước miếng. Chú Út ơi, chú Út con chịu hết nổi rồi chú Út ơi. Rồi,
Trời, Út vẽ đi. Vẽ trong thời gian 3 rưới nó mắm, vẽ đi. Ồ, từ mở ra liền nó mới thấm đó. Điều nha. Chính hồng. Quá im. Cái này ha, cái mỡ cá nó ra, rồi cái thịt cá nó ngọt, rồi nó hòa quyện vô cái nước mắm hen. Rồi cái nước này nè. Cái nước này sao vậy? Cái nước này mà chan cơm ha, với chấm rau cái thì thôi luôn ha. Nhất là gỏi rau muống. Rồi được rồi. Dạ con bên nằm chấm rau. Thì miếng mắm này đi. Chan đi. Rồi được rồi đó. Mời cả nhà dùng cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cơm tối. Mình thử trước liền. Cái ép. Mời cả nhà ăn miếng cá ép nướng rồi. Đừng quên là mình còn một mâm ngoài sau lưng. Mời cả nhà ăn cơm tối nha. Nay tối rồi cả nhà. Bữa nay là mình nướng cá trong đêm luôn. Thử miếng gỏi. Nhan không ngồi xích vô, ngồi chứ gì chớm nha. Mời cả nhà miếng gỏi cho muốn. Sao ba, cái thịt cá ép sao ba, lâu ngày ăn cá ép rồi thấy sao ba? Không thể tưởng tượng. Cho chốt thử cái mới ăn luôn đây. Lâu lắm mình mới ăn lại món nướng. Cá nướng. Cái da của nó còn thấy có vẻ hơi dai dai ha. Đúng vậy mà. Quá ngọt. Chấm thêm nước mắm nữa, quá quá cực kỳ. Giờ mình thêm miếng gỏi nữa vô đây. Nay chắc bảy nồi cơm nha ơi. Bảy nồi cơm quá. Mời cả nhà cái đun con cá rảnh luôn. Ui, sẵn rồi. Nó béo. Để cái chén đựng xương. Cá này xương dữ lắm à. Xương chữ y. Cái đùi mới ngặt. Cái xương nó y gan cái chữ y như vậy. Người kêu chữ y, người kêu nặng ná. Đây. Thấy không? Thấy. Nguy hiểm lắm đó. Nhớ cần ăn trái ớt, ăn vàng nguyên trái ớt cay ra vàng. Có mấy trái đó ăn vàng ăn hết đi. Căng, bút trái này là căng. Còn cái nhà miếng cá rảnh nha. Cá mập nó mềm mập hơn. Cái da nó giòn. Khúc mình dính là mình biết nó là cá ú rồi. Nước này con cá nó ra, nó mở nó ra ha. Chấm dao vô ăn nghe sao đâu, nó ngon. Mình gấp cái này đi chứ, để đem chứ quên. Nè, nè, thử. Khúc đi nhiều mà, còn một mâm mà. Trước đi. Mời cả nhà ăn cá nướng nha cả nhà. Nướng bự luôn. Nó mặn không? Cái đâu mặn. Không ngâm nước mắm thì mặn rồi đó. Ngâm nước mắm nữa mà mặn cái gì. Thưởng thức cái bụng của con cá giảm. Cá giảm là cái bụng mình không biết. Ngon không? Béo. Dứt thêm béo. Dương nhiên rồi. Béo dữ lắm, béo luôn. Cá trong mà. Nước mắm con Giang làm cũng ngon nữa. Tuyệt vời quá. Mời mốt làm cho chị hai tiếp. Dạ.
cái da mà hơi khét khét vậy ha, thơm. Nó phải cá nướng nó phải vàng vậy, nó vàng vàng vậy đó, nó mới thơm. Cái lá quế để nguyên mà không sắc mà nó đâu có dập đâu, còn đẹp ghê không? Chắc giờ là đen. Chắc giờ trên nó dập đen. Hú hồn xương luôn. Cá này thịt rất rất là ngọt, rất là béo. Lố bà ra muốn ở đâu? Dạ mình thấy ở đâu cũng dưới ao mình á. Ao chỗ trời á. Bỏ vô trong con luôn. Nghe có nhiều muối hả? Có. Có nước nhiều lắm. Không giờ bơm nước nhiều quá. Hồi mới có mấy đợt ra ngoài à. Nãy bò ra nhiều lắm. Mấy giờ? Mình sắp có rau nhút, rau dừa. Rau nhút với rau dừa nó chưa bén. Nhưng mà sau mưa xuống là nó sẽ bò rất là nhanh. Cái này mưa chưa nhiều đâu, chưa có không cần thắng nước á. Nước lên ha. Cái bụng rét rồi. Vô đi. Ờ, nguyên khúc này ba ơi, ba. Cung ginh mở rồi. Ba. Chà, yên lắm mà. Ừ, mở quên bới nữa rồi. Mày cặp thêm miếng ớt nữa nè. Đâu nha, nguyên cái đầu cá dẫn. Này nha. Chia ra đi, đặng mình chim cá ra. Chim cá ra đi. Ra cá. Quên hết cho mình. Ơi trong chén còn. Thịt rồi nó béo rồi. Tiếp tục. Chàng nó bắn vô. Quá tuyệt. Chiều nay bà chú cháu làm ăn cũng khá rồi. Ngày phải nói chú Nguyên bày cá dẫn hay vậy? Nguyên bày cá dẫn luôn. À, chị chỉ hỏi bà. Hai đi theo con nước hay gì bà? Sao bữa đó tôi dẫn gì kia vậy? Hai tao có hai cá lóc kiến. Cái này là con với Út Duy Giang là dân dưới kinh. Dưới kinh, dưới sông, cứ lục bình, sông lớn. Vậy đó hả? Con này tôi dân kinh toàn. Còn ba, bà bữa bà dân ở trên kinh ruộng. Làm gì có mấy cá này. Cá dẫn đâu ở trên đó. Ruộng thì chỉ có vô lắp cái chê đó. Bà thấy nó ngớp ngớp. Tưởng đồ cá chê. Trời ơi, cái gì dân hai con cá lô kiến. Mình dẹp qua bên này nè, cái mình. Bữa bà làm gì nổi ốc ác trên trời. Ngon đâu hả? Ngon nổi ốc cục luôn hả? Mỗi cá ăn vui vậy. Tôi lâu ăn lại cái món cơm muốn bất gỏi ngon không trời. Chấm với cái nước chấm này. Quá trình nó tuyệt vời luôn. Có mấy cái đọt quế này nữa. Thơm thơm. Nãy chị hỏi ba. Ba có cảm giác gì khi ba thấy mấy con cá này? Cảm giác đầy nữa. Rất thích. Quá ngon. Mà điều nó còn nhỏ chưa có nhiều. Ba cái nát nát nó thấm dữ lắm. Cá dễ nát ghê bà. Thôi mình phải thử hết mâm cá nướng này mới được. Lỗi là sắp hết rồi đó. Bây giờ cũng tối rồi, gia đình Hằng ăn cơm tiếp nha cả nhà. Hằng xin kết thúc clip ở đây. Quá trời bữa nay ăn cái mâm cá nướng nghiện ngon rồi, còn thêm cái dĩa gỏi rau muống nữa. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.